Sau vụ vỡ đập, Tổng thống Ukraine sốc vì không được giúp đỡ. Tổng thống Putin, vụ tấn công đập Nova Kakhovka là hành động man dợ. Trung Quốc cảnh báo thảm họa hạt nhân sau vụ vỡ đập ở Ukraine. Ukraine chuyển thế trận tấn công, tiến sâu vào thành trì Bakhmut. Sau Bakhmut, đâu sẽ là mặt trận ác liệt tiếp theo giữa Nga và Ukraine? Kính chào quý vị, đến với chương trình Tiêu điểm quốc tế, bức tranh toàn cảnh về những sự kiện chính trường thế giới nổi bật trong suốt 24 giờ qua. Thưa quý vị, sau vụ vỡ đập thủy điện ở Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng các tổ chức viện trợ quốc tế phải hành động ngay lập tức để giải quyết hậu quả của vụ việc này và để giúp đỡ những cư dân bị ảnh hưởng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông bị sốc vì các tổ chức quốc tế không đến hỗ trợ người dân vùng lũ sau vụ vỡ đập Kakhovka. Trả lời báo Bill Daily hôm 7 tháng 6, Tổng thống Zelensky nói rằng các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ chưa hỗ trợ cho Ukraine sau khi đập thủy điện Nova Kakhovka ở Kherson bị vỡ. Ông Zelensky nói họ chưa có mặt ở đó. Ông thừa nhận ông bị sốc vì tôi nghĩ họ là lực lượng lẽ ra phải có mặt ở đó để cứu mạng dân thường. Việc vỡ đập thủy điện gần tiền tuyến ở Ukraine đã làm ngập lụt hàng chục ngôi nhà và một số khu vực của thành phố lân cận, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa nhân đạo. Các quan chức cho biết hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. Ông Zelensky nói thêm rằng rất khó để đưa người dân ra khỏi khu vực Kherson bị Nga kiểm soát. Ông Zelensky cho biết ông đã chia sẻ thông tin tình báo với các đối tác quốc tế của Ukraine một năm trước đây, cho thấy con đập có nguy cơ trở thành mục tiêu. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine cùng ngày cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc, Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và các cơ quan khác hành động ngay lập tức để giúp đỡ những cư dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền nam Ukraine. Theo Kiev, những người dân này hiện không nhận được sự giúp đỡ nào trong các khu vực do lực lượng Nga kiểm soát. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố sẽ chủ trì cuộc họp của Ban điều phối khẩn cấp với Ukraine về vụ vỡ đập trong ngày 8 tháng 6 theo giờ địa phương. Pháp cũng cho hay sẽ gửi viện trợ cho Ukraine. Trong diễn biến khác liên quan căng thẳng Nga-Ukraine, Tổng thống Zelensky cho hay Kiev không biết gì về kế hoạch cho nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Ukraine đứng sau vụ nổ. Trả lời phỏng vấn tờ Bild, ông Zelensky cho biết, với tư cách là Tổng thống, ông có quyền ra lệnh nhưng đã không làm điều đó. Ông nhấn mạnh, tôi tin rằng quân đội và cơ quan tình báo của chúng tôi không làm như thế. Đồng thời, ông cho hay muốn thấy bằng chứng cáo buộc Ukraine liên quan vụ nổ. Trước đó, tờ Washington Post hôm 6 tháng 6 đưa tin một cơ quan do thám châu Âu đã nói với cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA rằng họ biết về kế hoạch của một nhóm hoạt động đặc biệt của Ukraine nhằm cho nổ tung đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Tờ báo trích dẫn thông tin tình báo của Mỹ bị rò rỉ vào đầu năm nay bởi một kỹ thuật viên máy tính cấp dưới của lực lượng phòng vệ quốc gia Mỹ, người đã truy cập vào một lượng lớn tài liệu mật. Thưa quý vị, Điện Kremlin vừa cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích vụ phá hủy đập thủy điện Kakhovka ở miền nam Ukraine là hành động man dợ. Ông cho rằng vụ vỡ đập Kakhovka sẽ dẫn đến thảm họa nhân đạo và sinh thái ở hạ nguồn. Chủ nhân Điện Kremlin cáo buộc Ukraine theo lệnh của phương Tây tiếp tục đặt cược vào con đường leo thang căng thẳng nguy hiểm. Nga và Ukraine đồng loạt thông báo đập thủy điện khổng lồ Kakhovka trên sông Dnipro ở Kherson bị phá hủy một phần và đổ lỗi cho đối phương. Vụ vỡ đập gây lũ lụt nghiêm trọng ở hạ nguồn. Chính quyền Ukraine cho biết đập Kakhovka đã ở đỉnh lũ và nước lũ có thể rút trong vài ngày tới, song hậu quả để lại vẫn sẽ rất lớn. Ít nhất 24 ngôi làng đã bị ngập sau vụ vỡ đập. Khoảng 17.000 người được sơ tán khỏi khu vực phía tây sông Dnipro do Ukraine kiểm soát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua kêu gọi Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ hỗ trợ khẩn cấp. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông sẽ chủ trì cuộc họp của một ban điều phối khẩn cấp với Ukraine vào ngày 8 tháng 6 để thảo luận về sự cố vỡ đập. Pháp cũng cam kết sẽ gửi viện trợ cho Ukraine. Cả Nga, Ukraine và các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế để làm sáng tỏ vụ việc trong bối cảnh Moscow, Kiev đổ lỗi cho nhau.
Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 6 tháng 6, Đại sứ Nga Vasily Nebenzia đổ lỗi cho Ukraine cố tình làm vỡ đập để tạo cơ hội thuận lợi cho việc tái tập hợp lực lượng tiếp tục phản công. Ông Nebenzia nói, việc phá hoại có chủ ý do Kiev thực hiện nhằm vào một cơ sở hạ tầng quan trọng là cực kỳ nguy hiểm và về cơ bản có thể coi là tội ác chiến tranh hoặc hành động tấn công. Ông Nebenzia cho rằng có những dấu hiệu cho thấy vụ phá hoại đập Kakhovka được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga không đưa ra bằng chứng cụ thể cho những cáo buộc này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó cũng lập luận vụ vỡ đập Kakhovka là hệ quả của một hành động phá hoại có chủ đích của phía Ukraine. Ông cáo buộc Kiev nhắm đến đập Kakhovka để trả đũa cho cái mà ông gọi là nỗ lực phản công bất thành của Ukraine gần đây. Tuy nhiên, Kiev bác bỏ thông tin trên. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine hôm qua nhấn mạnh, tất cả những điều này đều không đúng. Cuộc phản công của chúng tôi chưa bắt đầu, quân đội sẽ ra quyết định và khi nào cuộc phản công bắt đầu, mọi người sẽ thấy. Ông Danilov lý giải, Nga đã nhầm lẫn giữa các cuộc tiến công cục bộ của Ukraine ở một số khu vực chiến tuyến với chiến dịch phản công quy mô lớn. Thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nêu các ưu tiên của nhà chức trách nước này trong việc ứng phó với sự cố vỡ đập thủy điện tại Kherson. Theo Tổng thống Zelensky, ưu tiên số 1 của nhà chức trách nước này hiện bao gồm việc sơ tán người dân và cung cấp nước uống khẩn cấp cho những người còn đang mắc kẹt tại các vùng ngập lụt ở Kherson. Trong phát biểu cập nhật tình hình chiến sự hôm 7 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ vụ vỡ đập thủy điện Nova Kakhovka là một chủ đề được ông cùng các quan chức cao cấp của Ukraine thảo luận tích cực trong cuộc họp cùng ngày. Ông Zelensky nói, tình hình tại đập thủy điện Kakhovka là trọng tâm trong cuộc họp. Bộ trưởng Klimenko, người vừa được bổ nhiệm làm người đứng đầu lực lượng phản ứng nhanh quốc gia, đã đưa ra một báo cáo rất chi tiết. Ông ấy đã có mặt tại hiện trường vụ việc. Sơ tán người dân và cung cấp nước uống là những nhiệm vụ quan trọng nhất vào thời điểm này. Các giải pháp dài hơi sẽ được đưa ra dựa trên tình hình thực tế tại con đập. Tổng thống Ukraine đồng thời cáo buộc nhà chức trách thân Nga tại tảng ngạn sông Dnipro đã không làm tròn trách nhiệm trong việc sơ tán người dân. Ông Zelensky cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế vào cuộc nhằm hỗ trợ nạn nhân của vụ vỡ đập tại Kherson. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky cho biết ông cùng các quan chức cấp cao đã được nghe báo cáo về tình hình tại các mặt trận cũng như việc tiếp nhận thêm viện trợ vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraine. Kết quả công tác kiểm tra các hầm trú ẩn cho người dân thủ đô Kiev cũng được thông báo tới ông Zelensky. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine thừa nhận các kết quả ông nhận được là đáng thất vọng. Trước đó, đập thủy điện Nova Kakhovka bị vỡ khiến mực nước ở sông Dnipro đã tăng hơn 10 mét tại thành phố Nova Kakhovka ở tỉnh Kherson. Cả Nga và Ukraine đang cáo buộc lẫn nhau là bên gây ra vụ đập vỡ. Tranh cãi về việc ai là bên khiến con đập bị vỡ trường ngã ngũ, nhưng theo các chuyên gia, vụ việc có thể khiến cho cả Nga và Ukraine đối mặt với thách thức lớn. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại thủ đô Washington DC, Mỹ, vụ vỡ đập sẽ gây ảnh hưởng nặng nề tới cả hai bên. Sông Dnipro hiện đóng vai trò như là ranh giới tự nhiên giữa lực lượng Nga và Ukraine tại Kherson. Vụ vỡ đập đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, làm ngập vị trí đóng quân của cả hai lực lượng này cùng một số con đường tiếp tế huyết mạch trong khu vực. Trong khi Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về sự cố vỡ đập Kakhovka, các chuyên gia cho rằng một cuộc tấn công từ bên ngoài hoặc thậm chí là sự cố cấu trúc có thể là nguyên nhân. Nhưng điều đó khó xảy ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội, Nga đã cài mìn và cho nổ tung con đập. Các quan chức Ukraine đổ lỗi cho Nga về vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka, đồng thời nhấn mạnh lực lượng Nga vốn đã nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine, đang kiểm soát con đập bắc qua sông Dnepr và hoàn toàn có thể kích nổ nó từ bên trong. Ông Iho Sirota, người đứng đầu Uhidro Energo, công ty thủy điện nhà nước Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn, một cuộc tấn công bằng tên lửa sẽ không gây ra sự tàn phá như vậy bởi vì nhà máy này được xây dựng để chống lại một quả bom nguyên tử. Rõ ràng là có một vụ nổ từ bên trong khiến con đập bị vỡ làm đôi. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng vụ vỡ đập Kakhovka là hành vi phá hoại có chủ ý của phía Ukraine. Các quan chức khác của Nga cho rằng vụ vỡ đập tạo điều kiện cho cuộc phản tấn công của Ukraine có thể cho phép Kiev tái bố trí một số lực lượng hoặc để nước lũ đẩy lùi pháo binh Nga gần sông Dnepr.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tuyên bố tại phiên họp của Hội đồng Bảo an, hành động phá hoại do Kiev thực hiện có hai mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất là để thu hút tối đa sự chú ý nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho việc tái tập hợp các đơn vị để tiếp tục cuộc phản công mà họ đã công khai rộng rãi. Theo Bộ Quốc phòng của chúng tôi, Kiev đã bắt đầu xây dựng các vị trí phòng thủ ở hữu ngạn sông Donetsk. Điều này cho thấy ý định của các lực lượng Ukraine là phòng thủ. Mục tiêu thứ hai là gây ra thiệt hại nhân đạo tối đa đối với dân số của các vùng lãnh thổ rộng lớn. Hậu quả không thể tránh khỏi của việc phá hủy một cơ sở hạ tầng lớn về năng lượng và nguồn nước. Suốt nhiều tháng, cả Nga và Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau âm mưu phá đập thủy điện Kakhovka nhưng không đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Tuần trước, cả Moscow và Kiev đều nói rằng cuộc tấn công nhằm vào đập Kakhovka sắp xảy ra. Giới chức Ukraine cho rằng Nga muốn tạo ra tình trạng khẩn cấp tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nơi sử dụng nước sông để làm mát, nhằm ngăn chặn cuộc phản công dự kiến của Ukraine. Giữa vùng chiến sự, rất khó tiến hành một cuộc điều tra độc lập về nguyên nhân vỡ đập và gây ngập lụt một khu vực rộng lớn ở Hạ Lưu. Đập Kakhovka là một trong những con đập cuối cùng còn sót lại trên sông Donetsk, ngăn cách các lực lượng Ukraine và Nga ở phía nam. Thiệt hại đối với đập Kakhovka sẽ gây khó khăn cho quân đội Ukraine tiến vào Crimea và các thành phố khác do Nga kiểm soát ở phía nam. Ông Mark Kassian, một sĩ quan thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và là chuyên gia quốc phòng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington, cho biết, trong ngắn hạn, điều đó sẽ gây tổn hại cho phía Ukraine nhiều hơn. Theo ông Kassian, hàng rào giữa Nga và Ukraine đã mở rộng vào thời điểm có vẻ như cuộc tấn công của Ukraine sắp bắt đầu. Do lũ lụt, Ukraine sẽ không thể vượt sông Donetsk. Mặt khác, vụ vỡ đập cũng có thể cắt nguồn nước cung cấp tới Crimea. Ông Kassian cho rằng tình trạng thiếu nước có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở Crimea, nhưng nguồn nước uống dự kiến sẽ không bị ảnh hưởng. Lũ lụt nghiêm trọng trong khu vực cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống phòng thủ và các tuyến tiếp tế của Nga. Ông Franz Stefan Gadi, một thành viên cấp cao của chương trình quốc phòng tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, nhận định vụ vỡ đập Kakhovka sẽ ảnh hưởng đến hệ thống phòng thủ của Nga dọc theo Donetsk, làm ngập tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Điều này có thể gây ra vấn đề cho toàn bộ hệ thống phòng thủ của Nga trong tương lai. Theo các chuyên gia kỹ thuật và vũ khí, một vụ nổ có chủ ý bên trong đập Kakhovka nằm ở tiền tuyến của cuộc xung đột Nga-Ukraine, rất có thể là nguyên nhân khiến con đập này bị vỡ hôm 6 tháng 6. Các bằng chứng hiện có rất hạn chế, nhưng một vụ nổ từ bên trong là cách giải thích hợp lý nhất về nguyên nhân vỡ đập Kakhovka, một công trình đồ sộ bằng bê tông cốt thép hoàn thành năm 1956. Cư dân địa phương đăng trên mạng xã hội rằng họ nghe thấy một tiếng nổ lớn vào khoảng thời gian con đập bị vỡ, lúc 2 giờ 50 phút sáng mùng 6 tháng 6. Một vụ nổ trong không gian kín với toàn bộ năng lượng của nó tác động vào cấu trúc xung quanh sẽ gây ra nhiều thiệt hại nhất. Cho dù vậy, các chuyên gia cho biết sẽ cần ít nhất hàng trăm kg thuốc nổ để phá vỡ con đập. Một vụ nổ bên ngoài bằng bom hoặc tên lửa sẽ chỉ tác dụng một phần lực lên con đập và cũng sẽ cần một lượng lớn chất nổ để đạt hiệu quả tương tự. Ông Nick Glumak, giáo sư kỹ thuật và chuyên gia về chất nổ tại Đại học Illinois ở Urbana-Champaign cho biết, khối lượng chất nổ mà một đầu đạn có thể mang theo là hạn chế, ngay cả một cú đánh trực tiếp cũng không thể phá hủy con đập. Hơn cả một năm giao tranh ác liệt đã khiến đập Kakhovka liên tục bị hư hại. Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau pháo kích công trình này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ những thiệt hại trong suốt thời gian qua mà con đập phải hứng chịu có nằm gần khu vực bị vỡ khiến thảm họa xảy ra hay không. Hồi tháng 8 năm 2022, một quả tên lửa của Ukraine đã đánh trúng con đường trên đỉnh đập. Tháng 11 năm 2022, khi lực lượng Nga rút qua bên kia sông, một vụ nổ đã phá hủy một phần con đường. Sau đó, những hình ảnh được The New York Times xác minh cho thấy một số cửa cống dẫn nước đi qua bị hư hại nhưng không có dấu hiệu thiệt hại cho cấu trúc bên dưới. Kể từ tháng 11 năm 2022, các cần trục đóng mở cửa cống hầu như không di chuyển, mặc dù không rõ liệu chúng có hoạt động hay không. Điều đó khiến lần đầu tiên mực nước trong hồ chứa xuống thấp kỷ lục và sau đó khi tuyết tan vào mùa đông và mưa mùa xuân chảy vào hồ chứa ở thượng nguồn, mực nước lại dâng cao kỷ lục trong 30 năm. Từ đầu tháng 5 vừa qua, nước dâng cao qua cửa đập và tràn qua đỉnh đập, hình ảnh vệ tinh được chụp vào tuần trước cho thấy nhiều con đường đã biến mất. Không rõ liệu nó có bị dòng nước cuốn trôi hay bị phá hủy trong một cuộc tấn công hay không.
ông Grigory Pipecher, giáo sư kỹ thuật tại Đại học Maryland và là thành viên của Học viện Kỹ thuật Quốc gia Mỹ, người đã nghiên cứu về các vụ vỡ đập cho hay, một số đập bị sập do dòng nước lớn bất thường tràn qua chúng. Giáo sư Pipecher nói, thông thường một sự cố như vậy sẽ bắt đầu từ phần đất của đập ở cả hai bờ. Tuy nhiên, các bức ảnh và video cho thấy đập Kakhovka bị vỡ ở phần giữa trước, kế bên nhà máy điện liền kề với bờ đông sông Donetsk mà Nga kiểm soát. Theo ông Becher, các cửa cống bị hư hỏng kết hợp với mực nước dâng cao có thể xé toạc một vài cửa đập, nhưng sẽ không khiến con đập bị vỡ nhiều như vậy. Một số nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng chưa thể quy trách nhiệm cho bên nào về vụ vỡ đập Kakhovka, thậm chí chưa thể kết luận vụ việc có phải là cố ý hay không. Vẫn còn quá sớm để kết luận thảm họa này cuối cùng sẽ chẳng có lợi cho ai. Ông Michael Kaufman, giám đốc nghiên cứu về Nga tại Viện CNA có trụ sở ở Arlington, Mỹ, nhận định. Thưa quý vị, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã cảnh báo việc phá hủy đập Kakhovka trên sông Dnipro ở Ukraine có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân. Phát biểu được đưa ra sau khi đập Kakhovka trên sông Dnipro ở tỉnh Kherson bị sập vào hôm 6 tháng 6, gây ngập lụt nghiêm trọng ở các khu vực hạ nguồn và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun phát biểu trước Hội đồng Bảo an hôm 6 tháng 6 rằng chúng tôi bày tỏ mối quan ngại lớn về việc phá hủy đập tại nhà máy thủy điện Kakhovka. Ông Zhang cho rằng việc phá hủy đập Kakhovka trên sông Dnipro có thể gây nguy hiểm cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine. Phát biểu của nhà ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi đập Kakhovka trên sông Dnipro ở tỉnh Kherson bị sập vào sáng ngày 6 tháng 6, gây ngập lụt nghiêm trọng ở các khu vực hạ nguồn và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Ông Zhang cho biết hồ chứa Kakhovka là nguồn cung cấp nước làm mát chính cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu. Ông cảnh báo nước trong hồ chứa tiếp tục rút và không thể tiếp tục bơm nước cho nhà máy điện hạt nhân trong tương lai. Ông Zhang nói, Trung Quốc nhắc lại rằng trong trường hợp xảy ra thảm họa hạt nhân, không ai có thể bị loại trừ. Chúng tôi kêu gọi kiềm chế tối đa, tránh những phát ngôn và hành động có thể leo thang đối đầu và dẫn đến tính toán sai lầm, đồng thời duy trì sự an toàn và an ninh của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Đặc phái viên Trung Quốc nói thêm, không bên nào, đặc biệt là các quốc gia có tầm ảnh hưởng quan trọng, nên đổ thêm dầu vào lửa và leo thang căng thẳng. Càng không nên cố gắng tìm kiếm lợi ích từ các cuộc khủng hoảng mở rộng để thúc đẩy chương trình nghị sự chiến lược của họ. Ukraine cáo buộc Nga cho nổ tung đập Kakhovka và gây lũ lụt cho các thị trấn và thành phố ở hạ lưu sông, bao gồm thành phố Kherson do Ukraine kiểm soát. Trong khi đó, Moscow đổ lỗi cho Kiev, cho rằng Ukraine đã từng tấn công con đập này, sử dụng pháo HIMARS do Mỹ cung cấp và xả nước từ một hồ chứa thượng nguồn trên sông Dnipro ngay trước khi đập Kakhovka bị vỡ. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tuyên bố hành động cố tình phá hoại của Kiev nhằm vào một cơ sở hạ tầng quan trọng như đập Kakhovka là cực kỳ nguy hiểm, có thể bị coi là tội ác chiến tranh hoặc những hành động có tính đe dọa. Ông Nebenzia cáo buộc Ukraine muốn khiêu khích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trong khi đó, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergei Klysia cáo buộc Nga có hành động có tính nguy hiểm nhằm vào hạ tầng quan trọng của Ukraine. Ông cáo buộc phía Nga cài mìn và cho nổ tung đập. Zaporizhia là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, cung cấp điện cho một khu vực rộng lớn của Ukraine cũng như bán điện cho nhiều quốc gia láng giềng. Sau khi tỉnh ly khai Zaporizhia bỏ phiếu sáp nhập vào Nga hồi năm ngoái, nhà máy này đã được chuyển giao cho các kỹ sư Nga kiểm soát và đang cung cấp lượng điện năng ổn định cho các khu vực ly khai phía nam Ukraine và bán đảo Crimea. Trước đó, các vụ pháo kích liên tiếp vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra sự cố nghiêm trọng tại khu vực chỉ cách Chernobyl 500 km. Nhà máy Chernobyl là nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới vào năm 1986. Trong khi đó, các thành viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine được thông báo rằng ít nhất 150 tấn dầu máy đã tràn ra sông Dnipro và có nguy cơ rò rỉ thêm hơn 300 tấn nữa. Phía Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine đã nã pháo vào nhà máy thủy điện Kakhovka sáng sớm ngày 6 tháng 6, dường như sử dụng tên lửa được bắn từ pháo phản lực phóng loạt Okha. Các van cửa trượt trên đập của nhà máy bị sập do pháo kích, gây ra tình trạng xả nước không kiểm soát. Trong khi đó, công ty sản xuất thủy điện chính của Ukraine, Okhidro Energo, nói rằng đập Kakhovka và nhà máy thủy điện đã bị phá hủy hoàn toàn do vụ nổ phóng máy từ bên trong. Okhidro Energo nhận định nhà máy không thể phục hồi và cáo buộc lực lượng Nga đã cho nổ tung con đập trong đêm.
Bộ Ngoại giao Ukraine đang kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và một cuộc họp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, đồng thời thúc giục nhóm G7 và Liên minh châu Âu-EU áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với ngành công nghiệp tên lửa và hạt nhân của Moscow. Quân đội Ukraine cho biết họ được trang bị tất cả các phương tiện đường thủy cần thiết để vượt qua các chướng ngại vật dưới nước sau vụ vỡ đập Kharkovka. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg nói rằng việc con đập bị phá hủy cho thấy sự khốc liệt trong cuộc xung đột ở Ukraine. Việc đập Kharkovka bị phá hủy khiến hàng nghìn dân thường gặp nguy hiểm và gây ra thiệt hại môi trường nghiêm trọng. Vụ vỡ đập Nova Kharkovka ở Kherson đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo và những hệ lụy dai dẳng trong tương lai. Khoảng 17.000 người đã buộc di tản vì nhà cửa ngập trong nước và hàng chục nghìn người khác đang đối mặt với nguy hiểm cận kề. Khoảng 17.000 người đã buộc di tản vì nhà cửa ngập trong nước và hàng chục nghìn người khác đang đối mặt với nguy hiểm cận kề sau khi đập Nova Kharkovka ở Kherson bị vỡ. Vụ vỡ đập Nova Kharkovka ở Kherson ngày 6 tháng 6 đã đẩy một lượng nước khổng lồ xuống khu vực hạ lưu, làm ngập 24 ngôi làng và buộc 17.000 dân phải đi di tản, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo và những hệ lụy dai dẳng trong tương lai. Nga và Ukraine đang cáo buộc lẫn nhau là bên phải chịu trách nhiệm cho vụ vỡ đập. Người dân ở Kherson, thành phố đông dân nhất gần con đập, buộc phải di chuyển lên vùng cao hơn khi nước từ đập đổ vào sông Dnipro. Thành phố Nova Kharkovka đã ngập trong nước lũ và phía Ukraine ước tính có khoảng 40.000 người dân đang trong tình cảnh nguy hiểm vào lúc này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo vụ vỡ đập là quả bom môi trường hủy diệt hàng loạt, đồng thời cáo buộc Nga đứng sau vụ việc. Ông khẳng định, vụ vỡ đập sẽ không làm ảnh hưởng tới mục tiêu của Ukraine là giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga. Ít nhất 150 tấn dầu từ con đập đã rò rỉ vào Dnipro. Bộ trưởng Môi trường Ukraine Ruslan Trilat thông báo thiệt hại với môi trường ước tính khoảng 50 triệu euro. Chuyên gia an ninh Maciej Matysiak nhận định nước lũ tràn xuống Kherson sẽ khiến các bên không thể sử dụng các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng trong ít nhất một tháng. Bộ trưởng Strelet cảnh báo hệ lụy của vụ vỡ đập có thể sẽ kéo dài không chỉ trong vài tuần hay vài tháng mà thậm chí tới nhiều năm. Các chuyên gia cũng có nhận định tương tự khi cảnh báo hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Kherson có thể sẽ bị ảnh hưởng do nước lũ mang theo hóa chất công nghiệp ngấm vào đất và lượng bùn do lũ lụt có thể mất vài năm để dọn sạch. Cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc lo ngại về hậu quả nghiêm trọng đối với hàng trăm nghìn người ở cả hai bên chiến tuyến khi nước lũ có thể cuốn theo bom mìn và vật liệu nổ ở các khu vực tiền tuyến xuống những nơi an toàn, do đó khiến nhiều người gặp nguy hiểm hơn. Nhà Trắng cho biết chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ phá hủy đập lớn ở Ukraine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby cho biết, rõ ràng việc phá hủy con đập trên sông Dnipro ngăn cách lực lượng Nga và Ukraine ở miền nam Ukraine có thể đã gây ra nhiều cái chết và khiến hàng nghìn người Ukraine phải sơ tán. Ông John Kirby nói rằng thiệt hại từ việc vỡ đập Kharkovka có thể có tác động đối với an ninh năng lượng của Ukraine. Ông John Kirby cho hay, chúng tôi đang xem xét khả năng Nga chịu trách nhiệm về vụ nổ tại con đập. Chúng tôi đang làm việc với người Ukraine để thu thập thêm thông tin, nhưng chưa thể khẳng định được điều gì. Đập thủy điện Kharkovka trên sông Dnipro thuộc khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson bị phá hủy một phần ngày 6 tháng 6, khiến dòng nước ồ ạt trút xuống hạ lưu. Ukraine cáo buộc Nga cho nổ đập Kharkovka, trong khi Điện Kremlin cho rằng chính Ukraine đã phá hoại con đập. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ hiện còn quá sớm để thảo luận về các tác động tiềm ẩn đối với cuộc phản công đã được lên kế hoạch từ lâu của Ukraine. Sau khi đập bị vỡ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp tại 80 khu định cư có nguy cơ ngập lụt ở vùng Kherson. Ông Zelensky cũng yêu cầu Bộ Nội vụ kết hợp với các cơ quan liên quan để giúp đỡ người dân ở bờ sông Dnipro di tản tới nơi an toàn. Thưa quý vị, lực lượng quân sự Ukraine chuyển từ phòng thủ sang tấn công và tiếp tục tiến sâu vào Bakhmut sau khi Nga tuyên bố kiểm soát thành phố này. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Nga hiện thiếu lực lượng ở Bakhmut và đang đưa quân từ các vị trí khác đến khu vực này. Bà Hanna Malia, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, thông báo trên Telegram hôm 7 tháng 6, chúng tôi đã tiến thêm từ 200m đến 1.100m ở nhiều khu vực khác nhau trên tiền tuyến theo hướng Bakhmut trong ngày qua. Bà Malia cho biết quân đội Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trong khu vực Bakhmut ở tỉnh Donetsk trong nhiều ngày, trong khi quân đội Nga đang ở thế phòng thủ nhằm giữ vững các vị trí của họ. Bà Malia cho biết thêm, quân đội của chúng tôi đã chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công theo hướng Bakhmut.
Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Nga hiện thiếu lực lượng ở Bakhmut và đang đưa quân từ các vị trí khác đến khu vực này. Bà Malia khẳng định giao tranh quanh Bakhmut vẫn là tâm điểm của các cuộc xung đột. Quan chức quốc phòng Ukraine cũng xác nhận các chiến binh thuộc lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner hầu hết đã rút khỏi Bakhmut và phần lớn các cuộc giao tranh hiện do các đơn vị quân đội chính quy của Nga tiến hành, bao gồm các đơn vị đổ bộ đường không. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 20 tháng 5 thông báo các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut. Ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Wagner, tuyên bố lực lượng này sẽ rút hoàn toàn khỏi Bakhmut và chuyển giao trận địa cho quân đội Nga. Trong thông báo cập nhật tình hình xung đột hôm 7 tháng 6, tướng Oleksandr Shuisky, tư lệnh lục quân Ukraine, khẳng định các binh sĩ của lực lượng này vẫn tiến hành chiến dịch đột kích dọc theo sườn Bakhmut nhằm giành lại thành phố chiến lược tại tỉnh Donetsk. Ông Shuisky tuyên bố, tại mặt trận Bakhmut, quân đội Ukraine vẫn đang tiến hành các hoạt động tấn công chọc sườn, đối phương đang mất dần thế trận gần thành phố Bakhmut. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công gần Bakhmut nhưng không thành công. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói, các nhóm vũ trang Ukraine không đạt được mục tiêu tấn công và chịu thương vong nặng nề ở hướng Nam Donetsk. Họ cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của quân đội chúng tôi gần thành phố Bakhmut ở khu vực Donetsk. Đối phương không đạt được mục tiêu của cuộc tấn công, họ không thể xâm nhập vào hàng phòng thủ của chúng tôi. Tướng Konashenkov xác nhận, có tới 415 quân nhân Ukraine thiệt mạng, 2 xe tăng, 9 phương tiện chiến đấu bọc thép, 6 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo Gvozdika và 1 pháo M-Stabe đã bị phá hủy trong các trận chiến trong 24 giờ qua. Theo ông Konashenkov, các lực lượng Nga đã hạ hơn 190 binh sĩ Ukraine ở khu vực phía Nam Donetsk trong 24 giờ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, tổng cộng hơn 190 quân nhân Ukraine, 8 xe tăng, trong đó có 2 xe AMX-10 do Pháp sản xuất, 20 xe chiến đấu bọc thép, 12 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo cơ giới Gvozdika, pháo tự hành D-30, D-20 và 1 khẩu pháo Yatsibe đã bị phá hủy ở hướng Nam Donetsk trong 24 giờ qua. Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 7 tháng 6, tướng Oleksandr Shuisky, tư lệnh lục quân Ukraine, khẳng định các binh sĩ của lực lượng này vẫn đang tiến hành chiến dịch đột kích dọc theo sườn Bakhmut nhằm giành lại thành phố chiến lược tại miền Donbass. Tướng Oleksandr Shuisky, tư lệnh lục quân Ukraine tuyên bố, tại mặt trận Bakhmut, quân đội Ukraine vẫn đang tiến hành các hoạt động tấn công chọc sườn, đối phương đang mất dần thế trận gần thành phố Bakhmut. Tướng Shuisky đồng thời chia sẻ một số hình ảnh về hoạt động tác chiến của các binh sĩ thuộc lữ đoàn tấn công số 3 của quân đội Ukraine. Ông Denis Pushilin, nhà lãnh đạo thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng, thừa nhận tình hình tác chiến tại khu vực này hiện vẫn đang hết sức khó khăn. Ông Pushilin xác nhận, tại các hướng tiến công cạnh sườn, tình hình đang được kiểm soát, mặc dù rất khó khăn, đối phương đang liên tục pháo kích khu vực này. Nhà lãnh đạo thân Nga tại DPR cho biết, nỗ lực giành lại Bakhmut của quân đội Ukraine vẫn đang được tiếp tục. Tuy vậy, quân đội Nga đang điều động thêm lực lượng để gia cố tuyến phòng thủ tại thành phố này, thay thế cho các thành viên của công ty quân sự tư nhân Wagner. Hôm 7 tháng 6, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tiết lộ 30 vụ đụng độ đã diễn ra giữa quân đội Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Phía Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành 41 vụ không kích cùng 57 vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt nhằm vào nước này, gây ra thiệt hại nặng nề về người và của. Nhà chức trách Ukraine đồng thời cảnh báo nguy cơ bị tập kích tên lửa từ Nga hiện vẫn đang ở mức đáng báo động. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine khẳng định lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một cường kích bom Su-25 của quân đội Nga. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm cụ thể của vụ bắn rơi này hiện chưa được phía Ukraine công bố. Trong cuộc xung đột tại Ukraine, các máy bay cường kích Su-25SM-3 của không quân Nga đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm suy yếu sinh lực của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, là một cường kích với nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của Ukraine trên mặt đất, máy bay Su-25 của Nga phải đương đầu với rất nhiều thách thức, đặc biệt là từ các hệ thống tên lửa phòng không Vakvai, Manpads mà phương Tây đã viện trợ cho chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ở một diễn biến khác, cả Nga và Ukraine đều đang đổ lỗi cho nhau liên quan tới việc đập thủy điện Kakhovka tại Kherson bị vỡ. Trong bối cảnh chiến sự ở miền Đông đang nóng lên do Kiev phát động phản công lớn và bản thân Kherson cũng là một mặt trận trọng điểm.
Vậy thực tế hai bên sẽ bị tác động thế nào khi con đập này bị vỡ? Khoảng cách từ bờ phải hữu ngạn sông Dnipro tại Kherson đang nằm trong vùng kiểm soát của Nga tới eo đất nối sang bán đảo Crimea chỉ hơn 50 km. Đây được cho là vị trí lý tưởng với chiều sâu chiến trường đủ ngắn để quân đội Ukraine có thể đột phá tới Crimea hoặc chí ít là giành những kết quả tích cực, tạo tiếng vang cho chiến dịch phản công quy mô lớn đã được lên kế hoạch từ mùa xuân rồi chuyển sang mùa hè năm 2023. Tuy nhiên, sau khi rút khỏi Kherson từ tháng 11 năm 2022, quân đội Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ kiên cố nhiều lớp với những bãi mìn lớn bên hữu ngạn sông Dnipro. Ukraine đã vài lần đột phá nhưng không thành công và phải hứng chịu tổn thất do hỏa lực của không quân, pháo binh Nga. Đập Kakhovka bị vỡ, nước dâng lên có thể nhấn chìm tuyến phòng ngự sát bờ sông và vô hiệu hóa các bãi mìn, vật cản cứng mà lực lượng Nga phải mất rất nhiều công xây dựng, tạo ra cơ hội mới cho Ukraine trên mặt trận này. Khi nước rút do Ukraine chủ động đóng các đập ở thượng nguồn sẽ mở toang cánh cửa cho lực lượng của Kiev vượt sông, tấn công sang hữu ngạn. Trong kịch bản thuận lợi nhất, Ukraine có thể đẩy lùi lực lượng phòng thủ Nga tới bán đảo Crimea. Đây chính là kịch bản khả quan và có tiếng vang nhất cho Ukraine so với những đòn đánh thẳng vào tuyến phòng thủ kiên cố của Nga nằm ở Nam Donetsk, Bakhmut hay là vùng Kharkov. Thực tế cho thấy, trong vài ngày đầu tấn công vào tuyến phòng thủ cứng của đối phương, Ukraine đã hứng chịu tổn thất đáng kể về người và trang bị nhưng lại không hoặc là chưa thu được kết quả đáng kể nào. Một điểm đáng chú ý là đập Kakhovka bị phá hủy ngay sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông tin về việc Ukraine đã khởi động đợt phản công lớn. Moscow chắc chắn đã có những tính toán về khả năng đập Kakhovka bị phá hoại ngay từ khi quyết định rút quân khỏi tả ngạn Dnipro để xây dựng tuyến phòng thủ kiên cố ở bên kia sông. Hiện nay, các trận địa phòng thủ của Nga tại mặt trận Kherson thường cách bờ sông từ 1 tới 2 km với nhiều lớp kết hợp giữa những khối bê tông răng rồng và bãi mìn dày đặc. Vậy việc vỡ đập Kakhovka sẽ tác động gì tới Nga? Có thể trong vòng 20 ngày tới, chiến trường Kherson sẽ cơ bản đóng băng. Mực nước sông dâng cao đã khiến Ukraine phải rút lực lượng từ các vị trí tiền tiêu về lại tả ngạn Dnipro. Mặt khác, khi nước dâng cao, Ukraine cũng không có khả năng triển khai lực lượng đột phá vượt sông để làm mồi cho không quân và pháo binh Nga. Đầu tiên, khu vực hữu ngạn Dnipro do Nga kiểm soát có địa hình thấp và là các đầm lầy xen kẽ ở ven sông. Khi nước rút đi thì các khu vực đầm lầy này sẽ vẫn tồn tại. Nếu Ukraine muốn tấn công, công việc không chỉ là vượt sông mà còn phải băng qua những đầm lầy vốn là kẻ thù của các phương tiện cơ giới. Chưa kể, họ còn phải đối mặt với hỏa lực dày đặc của Nga. Có ý kiến cho rằng Nga còn được lợi khi Kherson đóng băng, tạo cơ hội họ rút bớt đáng kể quân phòng thủ ở mặt trận này để điều tới tăng cường cho các điểm nóng bỏng khác như là Nam Donetsk, Donbass, Belgorod. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc giao tranh nào đều có biến số. Thuật dùng binh nằm ở việc chỉ huy có xoay chuyển được cục diện, lợi dụng khó khăn của đối thủ, hóa thành lợi thế của bên ta hay không. Thưa quý vị, bất chấp những tổn thất nặng nề ở Bakhmut, cả Nga và Ukraine đều muốn giành chiến thắng quyết định trước đối phương và tránh một cuộc xung đột kéo dài. Có 5 mặt trận được dự đoán sẽ xảy ra những trận chiến lớn giữa Nga và Ukraine trong thời gian tới, sau khi cả hai bên giao tranh ác liệt ở Bakhmut. Mặc dù tình hình giao tranh hiện tại chưa có nhiều bước ngoặt lớn, song điều này khó có thể kéo dài vì cả hai bên đều muốn tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi trong mùa hè. Chiến dịch tấn công vào mùa hè đối với Nga có thể sẽ giống như một loạt các hoạt động quân sự địa phương. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, chủ yếu sẽ bảo vệ vị trí của họ và thay vì đưa các đơn vị mới vào chiến trường, họ sẽ chờ quân đội Nga suy giảm sức mạnh để phản công. Bất chấp những tổn thất nặng nề ở Bakhmut, cả Nga và Ukraine đều muốn giành chiến thắng quyết định trước đối phương và tránh một cuộc xung đột kéo dài. Có 5 mặt trận được dự đoán sẽ xảy ra những trận chiến lớn giữa Nga và Ukraine trong thời gian tới, sau khi cả hai bên giao tranh ác liệt ở Bakhmut. Đối với Nga, việc định vị tiền tuyến dọc theo biên giới của các con sông Oskol và Seversky Donetsk là điều khá quan trọng. Bất chấp sự khác biệt về độ cao của mặt trận, việc bảo vệ khu vực này sẽ cần ít lực lượng hơn do các con sông đóng vai trò là rào cản tự nhiên. Ngoài ra, giữ được khu vực Svatovo sẽ đảm bảo an toàn cho đường vành đai quan trọng quanh Valuki, Svatovo và Severodonetsk. Hiện tại, các trận chiến ở khu vực này đang diễn ra ở phía đông bắc Kupiansk, nơi quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát một số ngôi làng và gần Kremlin. Vào tháng 3, Ukraine đã tái tập hợp một số đơn vị từ Svatovo đến Bakhmut, do đó làm giảm khả năng phòng thủ của khu vực này.
Lý do duy nhất khiến Nga không cố gắng tiến xa hơn về phía tây Espatovo tới Osko có thể do Moscow không sẵn sàng mạo hiểm với số lượng nhỏ các đơn vị tấn công đóng tại khu vực này. Sau khi các cuộc xung đột ở Bakhmut giảm nhiệt, Nga và Ukraine cũng chuyển sự tập trung sang phía rìa thành phố Sever. Quân đội Ukraine đã được bố trí gần biên giới phía tây của thành phố và dựa vào các công sự của họ dọc theo tuyến Krasno-Minkovka. Cuộc phản công của Ukraine trước lực lượng quân sự tư nhân Wagner vào giữa tháng 5 cho thấy khu vực rìa Seversk có thể được sử dụng để đẩy lùi quân đội Nga ở Bakhmut. Trong khi đó, quân đội Nga cũng cần giành quyền kiểm soát Sever để tăng cường kết nối với lực lượng ở xa hơn về phía Bắc. Tiềm năng tấn công của quân đội Nga tại đây hiện đang bị hạn chế do các đơn vị của Wagner từng tham chiến ở Bakhmut cần thời gian nghỉ ngơi để khôi phục toàn bộ khả năng chiến đấu. Một cuộc tấn công trong khu vực này có thể tiếp tục sau khi các chiến binh của Wagner trở lại công việc hoặc sau khi Nga chuyển các nhóm tấn công khác đến địa điểm này. Trong khi đó, Ukraine vẫn còn một số lượng lớn binh sĩ ở khu vực này sau trận chiến giành Bakhmut. Điều này có thể tạo cơ hội cho Kiev tiếp tục phản công theo hướng này. Nếu Ukraine ổn định được mặt trận này, họ có thể chuyển lực lượng sang các khu vực khác. Các trận chiến giành các thành phố như Avdiivka và Mariinka đã diễn ra ác liệt kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Hệ thống phòng thủ của Ukraine ở đây dựa vào cơ sở hạ tầng đô thị nên các lực lượng của Kiev đã cố gắng bảo vệ mặt trận. Tính đến mùa hè năm 2023, quân đội Nga đã đạt được những tiến bộ tích cực trong khu vực. Moscow hiện kiểm soát hoàn toàn các tòa nhà cao tầng ở Mariinka, có thể đẩy lùi đối phương cách Avdiivka khoảng 10 km về phía bắc và tấn công một số con đường dẫn vào thành phố. Sau khi cuộc tấn công thứ 3 vào Ukleda thất bại do các bãi mìn của Ukraine và một cuộc tấn công không đồng bộ từ các đơn vị Nga, Moscow đã thay đổi chiến thuật và quyết định phá hủy một số dãy nhà nhiều tầng được Kiev sử dụng làm điểm bắn và quan sát. Ukleda nằm cách Bakhmut khoảng 150 km về phía nam, được coi là mắt xích quan trọng trong phòng tuyến Ukraine ở tây nam Donetsk, cho phép kiểm soát khu vực rộng lớn xung quanh, ngăn các đơn vị Nga tấn công vào sườn các thành phố Mariinka, Kurakhovo và Avdiivka. Trong khi đó, việc giành quyền kiểm soát Ukleda sẽ cho phép quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công vào đường cao tốc Zaporozhye-Donetsk và hỗ trợ các hoạt động ở Donetsk và Melitopol. Cuộc tấn công thứ tư vào Ukleda dự kiến sẽ xảy ra sau khi các vị trí của Ukraine trong khu vực bị máy bay và pháo binh Nga chấn áp. Melitopol thường được coi là hướng ưu tiên cho một cuộc tấn công của Ukraine. Trong mùa thu và mùa đông vừa qua, lực lượng vũ trang Nga đã củng cố khu vực này, tạo ra các đội hình cấp bậc với một số pháo đài. Điều này làm phức tạp bất kỳ bước đột phá nào của Ukraine. Bên cạnh đó, ngay cả khi Ukraine đã tập trung đủ lực lượng và thành công trong việc tiến công, Kiev sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công bên sườn của các đơn vị dự bị của Nga cũng như các cuộc không kích bằng bom dẫn đường. Trong khi đó, Nga vẫn phải tập trung lực lượng tại khu vực Melitopol để có thể phản ứng nhanh trước một cuộc tấn công tiềm năng của Ukraine. Tuy nhiên, RT đánh giá rằng Ukraine khó có thể phát động một cuộc tấn công toàn diện mạo hiểm theo hướng này. Thay vào đó, Kiev sẽ cố gắng làm suy yếu hơn nữa các lực lượng Moscow trong khu vực. Hiện tại, không có trận chiến ác liệt nào giữa Nga và Ukraine đang diễn ra tại mặt trận này. Hai bên chỉ sử dụng lực lượng pháo binh và gửi các nhóm trinh sát qua sông Dnieper. Không bên nào có đủ nguồn lực để thực hiện một chiến dịch tấn công lớn và tiếp tế cho quân đội của mình tại mặt trận này. Hơn nữa, ngay cả khi Ukraine tiến hành một chiến dịch tấn công lớn ở mặt trận này, Nga vẫn nắm giữ lợi thế ở đây. Cả Nga và Ukraine sẽ không bỏ qua cơ hội tiến hành các cuộc tấn công lớn vào mùa hè khi thời tiết thuận lợi hơn. Tuy nhiên, không bên nào sẽ đạt được một chiến thắng quyết định trong mùa hè này. Nga và Ukraine chỉ có khả năng củng cố vị trí thuận lợi hơn cho các trận chiến trong tương lai. Trong khi đó, các lực lượng Ukraine đang nỗ lực chấm dứt tình trạng bế tắc trên chiến trường và tấn công vào các tuyến phòng thủ của Nga ở phía nam, trong một diễn biến có thể là khởi đầu cho cuộc phản công được dự đoán từ lâu. Vladimir Rogov, một quan chức thuộc chính quyền do Nga lập nên ở tỉnh Zaporizhia, cho biết giao tranh đã nối lại ở biên giới của tỉnh này ngày 5 tháng 6 sau khi các lực lượng phòng thủ của Moscow đẩy lui cuộc tiến công của Kiev ngày trước đó. Ông Rogov nói, đối phương thậm chí điều động lực lượng tấn công lớn hơn ngày hôm qua và nỗ lực xuyên qua tiền tuyến đã được tổ chức với quy mô lớn hơn. Giao tranh vẫn đang diễn ra. Quan chức này giải thích quân đội Ukraine đang cố gắng tiến tới bờ biển Azov và chia cắt hành lang trên đất liền nối với bán đảo Crimea. Các nhà phân tích từ lâu đã dự đoán rằng đây là chiến lược có khả năng xảy ra nhất bởi nó sẽ chia cắt các lực lượng của Nga và gia tăng sức ép lên các tuyến tiếp tế tới Crimea, nơi đóng vai trò như một trung tâm quân sự quan trọng của Moscow kể từ khi xung đột nổ ra.
Bình luận của ông Rogov được đưa ra sau khi Moscow cho biết nước này đã ngăn chặn các cuộc tấn công lớn của Ukraine ở tỉnh Donetsk, giáp với tỉnh Zaporizhia. Phản ứng trước những tuyên bố của Nga về việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết: "Chúng tôi không có lý do nào để tin rằng các hành động của Nga ảnh hưởng đến chiến dịch đang diễn ra của Ukraine." Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia thì nói rằng quân đội nước này đã đạt được một số thành quả. Bà Hanna Malia nói: "Bất chấp sự phản kháng dữ dội và những nỗ lực kiểm soát các vị trí của đối phương, các đơn vị của chúng tôi đã tiến công theo một vài hướng trong suốt cuộc giao tranh." Tướng Richard Barons, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên hợp của Anh từ năm 2013 đến năm 2016 cho rằng Ukraine rõ ràng đang ở giai đoạn đầu của cuộc phản công và sẽ thăm dò các phòng tuyến của Nga để tìm kiếm điểm yếu, sau đó tập trung nguồn lực để tấn công vào đó và kiểm soát thực địa. Theo ông Barons, Ukraine đang cố gắng tận dụng yếu tố bất ngờ về thời điểm, vị trí và cách thức tiến hành. Bình luận về đánh giá quân sự của Nga rằng nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công trên quy mô lớn của Ukraine, ông cho rằng đó có thể là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm thăm dò các phòng tuyến của Nga và thử khả năng chiến đấu của đối phương. Ông Barons dự đoán cuộc phản công của Ukraine sẽ diễn ra với hàng loạt động thái trong một vài tuần. Ông cho hay đó là một quá trình, không phải một sự kiện. Zaporizhia và Donetsk là hai trong bốn tỉnh Nga tuyên bố sáp nhập vào mùa thu năm ngoái sau các cuộc trưng cầu ý dân. Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn tại 5 địa điểm ở tỉnh Donetsk. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn trong khu vực trên và không xác nhận về việc rút quân. Các quan chức Ukraine đã tuyên bố nhiều tháng qua rằng chiến dịch phản công mùa xuân đã được lên kế hoạch, song từ chối tiết lộ khi nào, bằng cách nào và nơi nào nó sẽ diễn ra. Hoạt động quân sự gần đây, trong đó có các cuộc tấn công UAV vào Moscow, các cuộc pháo kích dọc biên giới với Nga và các vụ phá hoại cũng như tấn công bằng máy bay không người lái vào phía sau phòng tuyến của Moscow được một số nhà phân tích cho là khởi đầu của cuộc phản công. Ít nhất hai nhân tố đóng vai trò quan trọng về thời điểm của cuộc phản công, đó là các điều kiện trên thực địa để di chuyển quân đội và thiết bị, cũng như việc triển khai vũ khí tiên tiến của phương Tây và huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng chúng. Các nước phương Tây đã cung cấp cho Ukraine hơn 65 tỷ euro, tương đương 70 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự để phòng thủ. Việc đẩy lùi các lực lượng của Nga là một thách thức to lớn cho quân đội Ukraine bởi Moscow đã xây dựng các phòng tuyến kiên cố, trong đó có các hào chiến, bãi mìn và chướng ngại vật được bố trí dày đặc. Sau nhiều tháng bất phân thắng bại trên chiến trường, với việc không bên nào đạt được thành quả đáng kể và đối mặt với thương vong nặng nề về lực lượng cũng như vũ khí, Ukraine có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công đồng thời ở nhiều khu vực khác nhau trên tiền tuyến trải dài 1.000 km. Nếu Ukraine định tăng cường tấn công ở Donetsk, nước này có thể sẽ đi theo trục tiến công mà nhiều người dự đoán, đó là chia cắt hành lang trên đất liền nối Nga với bán đảo Crimea. Một cuộc tấn công thọc sâu vào Donetsk có thể đe dọa đến Mariupol, thành phố cảng Moscow giành quyền kiểm soát vào năm ngoái. Phòng tuyến của Nga ở Donetsk được cho là mỏng hơn ở Zaporizhia. Tuy nhiên, với tiền tuyến trải dài 1.000 km và các lực lượng gồm 12 lữ đoàn tấn công, Ukraine không thể dàn lực lượng quá mỏng. Nước này sẽ phải tìm kiếm những vị trí tốt nhất để chọc thủng phòng tuyến của Nga. Theo giới quan sát phương Tây, nỗ lực trên của Ukraine sẽ buộc Nga phải bảo vệ nhiều khu vực cùng lúc và kéo căng lực lượng. Các nhà phân tích cho rằng Nga không thể bảo vệ toàn bộ tiền tuyến trải dài cả nghìn km với mức độ ngang nhau. Trong giai đoạn này, Ukraine vẫn đang thăm dò các lực lượng của Nga, tìm kiếm những điểm dễ tổn thương của đối phương hoặc tạo ra chúng trước khi củng cố được các đơn vị mạnh nhất. Thưa quý vị, những tên lửa thế hệ mới mà Ukraine đã và sắp nhận gồm Storm Shadow của Anh, Scalp của Pháp và Taurus KEBD-350 của Đức đang đặt ra cho Nga những thách thức không nhỏ. Trong trường hợp Ukraine nhận được cả ba loại tên lửa hành trình tầm xa, phóng từ trên không, được coi là hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay, thì Nga sẽ làm gì và họ có đủ khả năng để vô hiệu hóa chúng hay không? Mỹ-NATO đã phá vỡ hầu hết các lằn ranh đỏ của Moscow khi liên tục cung cấp cho Ukraine gần như trọn bộ những vũ khí trang bị hiện đại bậc nhất, gồm cả tên lửa hành trình cận âm phóng từ trên không, có thể tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Những tên lửa thế hệ mới mà Ukraine đã và sắp nhận gồm Storm Shadow, Scalp và Taurus KEBD-350 đang đặt ra cho Nga những thách thức không nhỏ. Storm Shadow, tên lửa hành trình do Anh viện trợ có tầm bắn trên 250 km hoặc thậm chí tới 500 km tùy phiên bản.
sở hữu khả năng tàng hình nhất định nhờ sử dụng vật liệu giảm bộc lộ tín hiệu radar và kích thước tương đối nhỏ, bay bám địa hình nên phòng không đối phương rất khó phát hiện sớm để đánh chặn hiệu quả. Một khi xuyên thủng lưới lửa phòng không với đầu đạn nặng 450 kg, tên lửa Storm Shadow có thể công phá mục tiêu kiên cố nằm sâu trong lòng đất hoặc ẩn sau lớp vỏ bê tông cốt thép dày nhiều mét. Ngay khi vừa tiếp nhận, không quân Ukraine đã sử dụng tấn công vào những vùng do Nga kiểm soát ở miền đông, nhưng hầu hết đã bị bắn hạ. Tuy vậy, Storm Shadow được cho là đã gây ra một số thiệt hại, buộc Nga phải có biện pháp đối phó. Mới đây nhất, hôm 3 tháng 6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenkov tuyên bố trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hai tên lửa Storm Shadow, 7 rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS Ukraine. Scarp Eger, Ukraine đã đề nghị Pháp viện trợ lại tên lửa anh em của Storm Shadow. Mặc dù Paris chưa chính thức gật đầu, nhưng nhiều khả năng Kiev sẽ sớm nhận được chúng. Scarp được quảng cáo là loại tên lửa hành trình siêu chính xác cực kỳ nguy hiểm, có thể xuyên thủng bất cứ lớp phòng thủ nào của đối phương. Cũng như Storm Shadow, Scarp sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar đi kèm hình dáng khí động học đặc biệt, bay thấp bám địa hình ở độ cao 30-40m, giúp hạn chế khả năng phát hiện và đánh chặn của phòng không đối phương. Tên lửa có tầm bắn xa nhất lên tới 560 km, mang theo đầu đạn nặng 450 kg, được dẫn đường quán tính, cập nhật đường bay thông qua bản đồ địa hình kỹ thuật số và định vị vệ tinh GPS chính xác cao. Chúng còn sở hữu khả năng kháng nhiễu rất tốt nhằm ứng phó hiệu quả với các phương tiện tác chiến điện tử của đối phương. Khi áp sát mục tiêu, tên lửa dâng cao, tự lựa chọn góc tấn công phù hợp nhất để đâm xuyên qua mục tiêu kiên cố và phát nổ từ bên trong. Taurus KEPD-350, điểm làm nên uy lực cho loại tên lửa này là khả năng tàng hình để xuyên thủng các hệ thống phòng không dày đặc và thiết kế theo dạng module với nhiều cấu hình khác nhau, tùy thuộc nhiệm vụ tấn công. Tên lửa Taurus có tầm bắn 500 km, mang đầu đạn kép Mephisto nặng 500 kg, đủ sức phá hủy mục tiêu quân sự cố định nằm sâu trong lòng đất hoặc phía sau lớp bê tông cốt thép dày tới 6 m và bán kính sai số chỉ 2-3 m. Tên lửa có thể được lập trình để phát nổ trên một tầng cụ thể được chọn trước ở một tòa nhà nhất định. Sau khi thâm nhập vào sâu bên trong mục tiêu, tên lửa sẽ phát nổ để làm tăng thiệt hại bên trong. Nếu không tự xác định được mục tiêu, tên lửa sẽ tự hủy trên không để tránh hậu quả không mong muốn. Hiện Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Đức cung cấp tên lửa Taurus và chờ được phê chuẩn. Giới chuyên gia phân tích cho rằng, chỉ cần một vài sửa đổi với cả ba loại tên lửa kể trên là có thể gắn lên chiến đấu cơ nguồn gốc Nga, Liên Xô như Su-27, MiG-29 và Su-24 để tác chiến. Thực tế chứng minh Su-24 Ukraine đã mang phóng tên lửa Storm Shadow tham chiến. Trong trường hợp Ukraine nhận được cả ba loại tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không được coi là hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay, thì Nga sẽ làm gì và họ có đủ khả năng để vô hiệu hóa chúng hay không? Điều không phải bàn cãi là ngay khi Kiev nhận được tên lửa mới, Nga sẽ tiến hành săn lùng và tiêu diệt để Ukraine không kịp sử dụng chúng. Tuy nhiên, điều này là không dễ dàng bởi lẽ những át chủ bài này luôn được Ukraine giấu kỹ, chỉ tung ra khi thời cơ đến. Thực tế đã chứng minh, Nga nhận thấy rất rõ uy lực và sự nguy hiểm của tên lửa Storm Shadow mà Anh vừa viện trợ cho Ukraine. Vì vậy, một trong những ưu tiên mà họ đang tiến hành là phòng còn hơn chống, ra sức tìm diệt phương tiện mang phóng Su-24 và phá hủy các kho cất trữ tên lửa của Ukraine. Chắc chắn trong trường hợp Ukraine nhận hai loại tên lửa tiếp theo là Scarp và Taurus thì chúng cũng sẽ bị Nga san diệt như Storm Shadow mà thôi. Vốn đã ít, lại liên tục bị Nga bắn rơi hoặc phá hủy ngay tại căn cứ. Số Su-24 của không quân Ukraine ngày càng hiếm. Thế nên, mặc dù sở hữu vũ khí đáng gờm như Storm Shadow hay tới đây là thêm hai loại tên lửa của Pháp và Đức, nhưng không quân Ukraine lại đang thiếu trầm trọng phương tiện mang phóng. Chỉ vài chiếc Su-24 xuất kích phóng một lượng hạn chế tên lửa hành trình sẽ khó có thể khiến phòng không Nga lúng túng. Khi Ukraine phóng tên lửa hành trình, liệu Nga có đánh chặn được không? Thứ nhất, về phòng thủ ở các khu vực mục tiêu trọng yếu thì khỏi phải bàn. Hỏa lực của tên lửa S-300, S-400, Buk M2, M3, Tor hay Panzer SSM của Nga đều là hung thần đối với những loại tên lửa hành trình bay cận âm. Xét về tính năng, cả Storm Shadow, Scarp hay Taurus đều chỉ tương đương hoặc nhỉnh hơn không đáng kể so với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, vốn là bại tướng trước các hệ thống phòng không do Nga chế tạo ở Syria. Mới chỉ vài lần tham chiến ở Ukraine, nhưng tên lửa Storm Shadow cũng liên tục bị phòng không Nga đánh chặn thành công.
qua thực tế chiến đấu với các hệ thống phòng không do Nga chế tạo, hai trong ba loại tên lửa mà Ukraine có thể nhận được từ phương Tây đã kịp là bại tướng. Vậy thì kể cả thêm Taurus nữa cũng khó xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, nếu Ukraine áp dụng các thủ đoạn tác chiến đa dạng như phóng đồng loạt số tên lửa hành trình với số lượng đủ lớn kèm mục tiêu giả, mồi bẫy, phối hợp cùng bầy đàn UAV tiếp cận mục tiêu cùng lúc từ nhiều hướng khác nhau thì vẫn có thể gây quá tải và tạo ra sự lúng túng nhất định cho phòng không Nga. Thứ hai, ô che đầu cho những cánh lực lượng Nga cơ động ở tiền tuyến, mặc dù khá hùng hậu về số lượng nhưng chủ yếu là các tổ hợp phòng không đời cũ có tầm bắn hạn chế. Số Thor M2, Buk M3 hiện đại hơn còn ít. Nếu Ukraine trinh sát tốt, tấn công trong thời gian thực bằng các loại tên lửa hành trình đối với các cụm lực lượng Nga đang tạm dừng nghỉ hoặc các kho tàng, trạm xưởng, sở chỉ huy cố định ở gần chiến tuyến thì vẫn có thể gây ra những tổn thất không nhỏ. Dù vậy, với số lượng phương tiện mang phóng Su-24 có hạn, Ukraine khó tạo ra được những đột phá lớn kể cả khi họ sở hữu bộ 3 tên lửa hành trình cận âm này. Nhận thức rõ điều đó, Kiev đang ra sức vận động phương Tây cung cấp tiêm kích F-16. Tuy nhiên, để đưa được chúng vào hoạt động thì còn phải mất nhiều tháng, thậm chí hàng năm nữa, bởi việc đầu tiên là đào tạo đội ngũ phi công và nhân viên kỹ thuật của Ukraine còn chưa chính thức bắt đầu. Từ đầu xung đột đến nay, Anh đã gửi nhiều loại vũ khí cho chính quyền Kiev. Đây cũng là nước đầu tiên cung cấp viện trợ sát thương và các hệ thống tiên tiến như xe tăng phương Tây cho Ukraine. Theo giới phân tích, ngoài việc thúc đẩy xung đột kết thúc, thông qua các gói viện trợ quân sự, các quan chức Anh cũng đang gây áp lực lên các chính phủ khác, bao gồm Mỹ. Tất cả điều này nhằm đảm bảo cho Ukraine chiếm thế chủ động trong bất kỳ cuộc hòa đàm nào với Nga. Theo đài NBC News, minh chứng cho tính toán của Anh có thể thấy từ việc nước này gửi 14 xe tăng chiến đấu Challenger 2 tới Ukraine vào hồi tháng 3. Khi đó, một số nhà phân tích nói rằng động thái này chỉ mang tính tượng trưng vì số lượng xe tăng quá ít để tạo ra sự khác biệt đáng kể về mặt quân sự. Và Ukraine không có nguồn cung hậu cần về lâu dài cho những chiếc này. Tuy nhiên, ngay sau khi Anh gửi xe tăng tiên tiến đến Ukraine, thì Đức và Mỹ cũng đã làm điều tương tự. Ông Tobias Elwood, một thành viên bảo thủ của Quốc hội và Chủ tịch của Ủy ban tuyển chọn quốc phòng Anh nhận định rằng xe tăng Challenger không nhất thiết phải là hệ thống mà Ukraine cần. Tuy nhiên, theo ông, việc cung cấp loại vũ khí này sẽ cho phép những người khác làm theo. Ông William Taylor, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine nhận định Anh đang đi tiên phong trong hỗ trợ chính quyền ông Zelensky. Anh là một trong những nước đầu tiên cung cấp các hệ thống vũ khí tinh vi khác, bao gồm xe bọc thép, hệ thống tên lửa phóng loạt, vũ khí chống tăng hạng nhẹ, tên lửa dẫn đường tầm ngắn và tên lửa phòng không cho Ukraine. Anh cũng là quốc gia duy nhất cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow với tầm hoạt động 250 km và máy bay không người lái có thể bay xa 200 km cho Ukraine. Theo tướng đã về hưu Ben Hodges, người từng là tư lệnh lục quân Mỹ ở châu Âu, điều này đã làm giảm bớt lo ngại từ các đồng minh về việc gửi cho Ukraine vũ khí tầm xa có tầm bắn vươn đến Nga. Các quan chức Anh cũng cho biết nước này hy vọng sẽ phá vỡ thế bế tắc ngoại giao khi đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO lo ngại rằng việc cung cấp cho Kiev những loại vũ khí có thể kéo nhóm này vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Ngoài ra, theo ông Daniel Vadik, chủ tịch công ty tư vấn Georgetown Solution Mỹ, việc Anh chuyển giao vũ khí tiên tiến cũng phản bác những nghi ngại rằng việc quyết định của London là không thực tế vì Ukraine không thể sử dụng và bảo trì chúng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, các quan chức Anh thừa nhận rằng việc cung cấp vũ khí một cách chắp vá như vậy cho Ukraine sẽ không đảm bảo Kiev có một chiến thắng cuối cùng. Theo tờ Daily Mail, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace mới đây cũng thừa nhận rằng phương Tây đang cạn kiệt nguồn viện trợ quân sự và phải mua thêm để kịp gửi vũ khí cho Ukraine. Một báo cáo được công bố vào hồi tháng 3 nêu rõ rằng nếu các khoản viện trợ cho Ukraine tiếp tục với tốc độ hiện tại, thì sẽ mất 10 năm để kho vũ khí của Anh đạt đến mức chấp nhận được. Trong bối cảnh đó, phát biểu tại Hội nghị Quốc phòng London tuần trước, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết vẫn cam kết cung cấp vũ khí cho Ukraine trong thời gian dài. London vẫn đang dẫn đầu cuộc đàm phán với các đồng minh về những thỏa thuận dài hạn để đảm bảo an ninh cho Kiev. Ngày 5 tháng 6, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói nước này có đủ vũ khí để bắt đầu cuộc phản công chống lại Nga. Theo Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, dù Kiev hiện có đủ vũ khí để bắt đầu phản công, nhưng họ vẫn cần tiếp tục cung cấp vũ khí từ các đồng minh để duy trì nỗ lực này. Ông Dmytro Kuleba nói, khi tiến hành phản công, có đủ vũ khí để bắt đầu là một chuyện,
Tuy nhiên, đảm bảo tính bền vững của nguồn cung cấp để có thể tiếp tục duy trì phản công lại là câu chuyện khác. Ngoại trưởng Ukraine tin tưởng rằng các đối tác của Kyiv sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho đến khi Ukraine đạt được mục tiêu của mình, nhưng thừa nhận họ sẽ gặp khó khăn về năng lực sản xuất. Đầu năm nay, NATO đã tăng mục tiêu dự trữ đạn dược, nhấn mạnh Kyiv đang đốt đạn nhanh hơn nhiều so với khả năng sản xuất của các nước phương Tây và kho dự trữ của đồng minh đang cạn kiệt nghiêm trọng. Ông Kuleba nói thêm, điều quan trọng đối với các đối tác là tăng cường sản xuất vũ khí không chỉ cho Ukraine mà còn cho chính họ. Điều này đang được thực hiện. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng những nỗ lực đó phải được đẩy mạnh. Cũng theo Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, tư cách thành viên NATO là mục tiêu lớn tiếp theo trong chương trình nghị sự của Ukraine sau khi một số đồng minh đồng ý đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận tư cách thành viên NATO của Ukraine có lẽ chỉ có thể đến sau khi xung đột quân sự kết thúc. Ông nói tư cách thành viên NATO không thể ngăn cuộc xung đột này, nhưng tư cách thành viên NATO sẽ ngăn chặn các cuộc xung đột tiếp theo. Đây là lý do tại sao cách tốt nhất để đảm bảo an ninh trong khu vực là đến thời điểm Ukraine trở thành thành viên của NATO. Ukraine trong nhiều tháng đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn nhằm chiếm lại lãnh thổ mà Nga kiểm soát với việc sử dụng xe tăng, xe bọc thép và pháo do các đồng minh phương Tây viện trợ. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm 5 tháng 6 cho biết Kyiv đang chuyển sang các hoạt động tấn công trên một số mặt trận, đồng thời bác tuyên bố trước đó từ Nga rằng Ukraine bắt đầu thực hiện cuộc phản công lớn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tiêu điểm quốc tế trên VTC News ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!